Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất đối với 4 người tại huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm sắc COVID-19 thứ 137, trường hợp vừa dương tính trở lại sau khi được ra viện. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, 4 người này được cách ly tập trung tại huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa, 10 ngày nữa sẽ tiến hành xét nghiệm lần 2. 22 người tiếp xúc gián tiếp đang cách ly tại nhà. Ngoài ra còn có 18 khách đi xe đường dài đã có mặt tại quán Tân Thịnh trong khoảng thời gian từ 19h30 ngày 22 tháng 4 đến 8 giờ sáng ngày 24 tháng 4. Trước đó ngày 22 tháng 4, bệnh nhân thứ 137 đã được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 7, đồng thời cho xuất viện sau 6 lần xét nghiệm âm tính. Khoảng 19h30 cùng ngày, trên đường trở về Nghệ An, người này ăn tối tại quán Tân Thịnh, thôn Tiền Phong, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Đến ngày 23 tháng 4, mẫu xét nghiệm lần thứ 7 cho kết quả dương tính.